Paul Lemacy. Tháo cái ống trong đây ra luôn là nó bự vậy ha, là anh em thanh à. Anh em nó hết đi nổ thôi. Không, rất là lực luôn. Chỉ có 6.5 thôi nha anh em ha. Ổ này là cũng có 3.5 à, là vô được cái form của anh Quinn S luôn. Giá nó dưới 1 triệu luôn á, rất là đẹp.